Linh Nghệ ST xin kính chào các bạn. Hôm nay Linh Nghệ ST xin giới thiệu với các bạn cặp sò âm ly Toshiba 2SC3281 và 2SA1302. Thì như các bạn đang thấy thì đây là cặp sò tháo máy, hai con sò tháo máy. Tất cả các sản phẩm bên Linh Nghệ ST thì đều được test rất kỹ trên các bo mạch và tất cả các sản phẩm đều có bảo hành, cho nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng. Để đặt hàng, các bạn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là truy cập website để đặt hàng online. Thì link website và số điện thoại được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể truy cập website linhkiet.com để tham khảo thêm các sản phẩm khác ở bên linhkiet.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.